Em chào bác nhé, em Lâm đây. Đã tiếp tục lên bác một mẫu hút ẩm đây. Thì em xin qua cửa hàng em Lâm một chút. Cửa hàng em Lâm được cửa hàng Thanh Lâm ra ba shop, địa chỉ tại Cầu Giàng, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Các bác cần phải theo dõi liên hệ nhà em. Thì hiện tại em đang còn 20 chiếc hút ẩm nhé. Đấy, 20 con này là 20 con mua lọc, hàng đẹp, hàng chất. Bán cho bác là thích là dùng hàng đẹp, hàng chất. Đây, trước mắt qua đây là một con Corolla. Con này thì nó là con Corolla hộp vuông, hiện tại cái mã này là mã đắt nhất ở dòng Corolla, ở đời cao nhất. Đấy, nó ra cái mã này. Đấy, rất là đẹp. Đây, viền bo xanh, cái khung màu trắng. Con này thì hút 18 lít một ngày. Đấy, giá khá là cao. Con này hơn các con khác là nó có thêm chế độ sưởi. Cho nên là nó sẽ cân bằng, tức là con hút ẩm nào nó cũng sẽ cân bằng độ ấm ở trong phòng. Tức là nó sẽ kéo nhiệt độ lên ấm cho ấm vào. Đấy, và không cần phải bật điều hòa đâu. Thì cái này nó sẽ ấm rồi thì không cần phải điều hòa nữa. Nên là không khí lúc nào dao động từ 26 độ đến 28 độ. Đấy, rất là ổn định luôn. Bây giờ thời tiết mà xuống dưới 14 độ thì nó kéo nó lên tầm 24 26 độ, nên là rất là dùng rất là sướng. Đấy, con này nó thêm cái mai so sưởi nữa. Cho nên là nó sẽ ấm hơn các con khác. Đấy, thêm một cái mai so sưởi ở dưới này, ấm hơn. Đấy, con này thì của em là đắt 2018. Đắt 2018. Con này thì 18 lít một ngày. Má này, nhưng mà nó bị trọng mất rồi. Nên em cam kết các bác là con này là dàn chạy 3. Đấy, các bác không tin em có thể bóc ra xem luôn. Vì viết trên này nó không ghi má, nhưng con này của em là 18 lít. Đấy. Đấy, video thì em sẽ cho bác xem luôn dàn. Dàn là dàn 3 lớp luôn. Máy thì cực đẹp, cực chất luôn. Đắt 2018. Đấy, cái dòng này rửa nó hay bị chóc em lắm. Con này em 18 lít. Đấy. Size em đề nó có 10 triệu nó không phải 18 lít. Đấy, thăm dàn thì là dàn 18 lít thì nó chạy 3 lốp, tức là 3 lớp dàn. Còn dàn 10 lít trở xuống thì nó chạy 2 lớp dàn. Đấy. Con này của em 18 lít. Đắt 2018. Đó là em con này thì em cam kết bác là mặt zin, đồ đạc zin, không phải chế cháo không có gì cả, không vỡ dập nứt bể gì, máy cực kỳ trắng trẻo luôn. Đó. Còn là kết chiếc này thì nhấc máy lên alo cho em. Con này thì nó chạy ra phòng tầm 60 mét vuông trở xuống, 5-60 mét vuông. Đấy, phòng to, đấy, và phòng ngủ bình thường. Đấy, sấy quần áo nhanh hơn. Đấy. Con này thì là điện 110, nội điện của Nhật. Em không bán hàng trôi nổi. Thì bác mua máy này em tặng bác một cái chống tâm điện bên trong rồi. Đấy, mà giá chiếc này thì rất là bình dân. Đấy, chỉ có 4.500.000 đồng thôi. 4.500.000 đồng bác xách ngay con 18 lít này về dùng. Đấy, một phòng to, sấy nước là hút phòng cũng nhanh khô. Đấy, em tặng cái chống cắm đồng điện rồi. Đấy, tổng máy có 4.500.000 thôi, bảo hành 2 năm cho các bác. Đấy, thì tất cả ảnh dọn máy cũng như bên trong máy em đã quay video rồi, có đẹp như mới luôn. Bởi vì đây là hàng đi mua tuyển chứ không phải là hàng mua lô. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Em chào các bác nhá.